Ảnh Trấn Thành và Mai Hồ bị một nam diễn viên đào mộ lại là hài hước hay vô duyên đây? Mới đây trên mạng xã hội, Đức Tiến đã để lại bình luận mới vào bài đăng từ năm 2014 của Trấn Thành. Trời sao cái này nó ở đâu chui ra? Diễn viên MC viết. Thời điểm đó, nam MC đình đám đang hẹn hò Mai Hồ. Trong ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 năm 2014, nam MC nhắn nhủ đến người con gái mình thương. Tình yêu sẽ ở lại với ai đang cần nó, sẽ quay lại với ai đi tìm nó và sẽ vô lại với ai coi thường nó. Happy Valentine, Mai Hồ. Mai Hồ và Trấn Thành từng có thời gian hẹn hò. Biết Mai Hồ đã có con riêng nhưng nam danh hài vẫn yêu cô vô điều kiện. Cả hai từng có thời gian dài gắn bó, thậm chí có tin đồn suýt đi đến hôn nhân. Thế nhưng sau 2 năm bên nhau, họ lại tuyên bố chia tay. Dù vậy, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, dành cho nhau thái độ tôn trọng khi nhắc đến đối phương. Đó là lý do tại sao đến hiện tại, MC Trấn Thành vẫn không xóa ảnh chụp chung với tình cũ. Hiện tại, Trấn Thành đang hạnh phúc bên Harry Won, riêng Mai Hồ đã kết hôn với ông xã kém 4 tuổi. Sau nhiều năm định cư ở nước ngoài, Mai Hồ cũng dự định sẽ trở lại Việt Nam trong khoảng thời gian tới. Bởi vậy, bình luận của diễn viên Đức Tiến như khơi lại chuyện cũ khi cả Trấn Thành và Mai Hồ đều không còn muốn nhắc lại chuyện đã qua. Bởi vậy, nhiều dân mạng mắng Đức Tiến vô duyên. Đức Tiến là người mẫu diễn viên được khán giả yêu mến với gương mặt rất tây cùng phong thái lịch lãm. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Đức Tiến đã kết hôn với Hoa hậu Bình Phương và qua Mỹ định cư. Tại Mỹ, Đức Tiến làm sản xuất, MC và đại diện quảng cáo nên có cuộc sống rất sung túc. Liên quan đến Mai Hồ, mới đây nữ diễn viên cho biết cô và ông xã Nam Bùi muốn đưa con gái về Việt Nam để gần gũi gia đình sau nhiều năm sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Được biết, gia đình Mai Hồ đã lên kế hoạch về nước cách đây 2 năm nhưng phải hoãn vì Covid-19. Hiện tại, bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ của Mai đều sống ở Việt Nam nên vợ chồng cô muốn đưa con về quê hương cho gần ông bà. Chuyến đi này cần chuẩn bị kỹ hơn vì chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới chứ không chỉ về chơi như trước. Do dịch, chúng tôi phải chờ đợi trong 2 năm nên cả nhà ai cũng háo hức, cô nói. Dịp Tết Nguyên Đán, Mai Hồ đón năm mới đơn giản để dành thời gian sắp xếp hành trang trước khi rời Đức. Cô muốn tranh thủ vài tháng khi mới về nước để du lịch, tìm trường cho con và hội ngộ những người bạn lâu không gặp. Tôi muốn ở bên người thân và đi chơi cùng bạn bè vì rất nhớ họ sau 2 năm kẹt ở Đức. Sau khi lo việc gia đình ổn định, tôi mới trở lại công việc nếu có cơ hội, Mai Hồ nói. Nữ diễn viên cho biết khi sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng cô thấy buồn vì không có nhiều người quen. Cô cũng không hợp khí hậu giá lạnh vào mùa đông ở đây nên ngại ra đường và ít cơ hội đi đây đi đó do dịch bệnh. Mai Hồ nhớ nắng ấm Sài Gòn vì được thỏa sức mặc đẹp, dạo phố chụp ảnh. Mai Hồ theo chồng sang Đức định cư từ năm 2018. Cô sinh bé Mai Vi vào cuối năm đó và dành phần lớn thời giờ nuôi dạy con, chăm sóc gia đình. Một thời gian dài, nữ diễn viên ít xuất hiện trên truyền thông lẫn mạng xã hội. Hiện tại, một ngày của tôi chủ yếu xoay quanh chồng con nên rất bình yên, không có gì để chia sẻ. Cô kể về cuộc sống mẹ bỉm sữa giai đoạn đó. Ở Đức, Mai Hồ không hoạt động nghệ thuật nên đôi lúc thấy trống vắng. Cô từng là gương mặt được yêu thích trong một số chương trình giải trí tại Việt Nam trước khi lấy chồng. Mai Hồ xuất thân là diễn viên kim người mẫu, đã tham gia diễn xuất trong MV của các ca sĩ như Quốc Thiên, Dương Triệu Vũ, Bảo Anh. Liên quan đến chuyện tình xưa giữa Mai Hồ và Trấn Thành, cách đây không lâu, Mai Hồ lần đầu trải lòng về chuyện tình yêu với Trấn Thành. Mai Hồ khá tế nhị khi không nhắc tên Trấn Thành mà chỉ dùng danh xưng người cũ. Nói về lý do chia tay, Mai Hồ bộc bạch, trải qua chuyện tình cảm đó tôi nhận ra một điều rằng hai người giống nhau quá về nhiều mặt, về tính cách thì họ hợp làm tri kỷ hơn là có thể đi với nhau một chặng đường dài. Chính vì có nhiều sự tương đồng nên giữa tôi và tình cũ thường khắc khẩu vì cả hai rất cá tính. Thời điểm đó tôi cũng là người rất cứng đầu, có gì tôi nói thẳng, có lẽ tôi thiếu sự nhún nhường của một người phụ nữ. Bên cạnh đó, Mai Hồ khá thẳng thắn khi nói rằng sẽ không yêu Trấn Thành nếu gặp anh ở thời điểm hiện tại. Tôi trước kia tôi cảm thấy cần một người như Trấn Thành, nhưng đến giai đoạn này tôi nghĩ tôi cần một người đàn ông điềm đạm hơn. Trong mắt tôi, Trấn Thành là người rất tốt, nhưng đến giờ phút này tôi cảm thấy cuộc chia tay của chúng tôi là hoàn toàn đúng đắn.